Trận thi đấu thứ hai trong cuộc đấu này, và đây là Samurian dành cho game thủ Đinh Xuân Cung, còn bên kia là người được cầm Pơ. Và Quân đã lợi thế hơn dành cho game thủ Nguyễn Thực Thành ở trận thi đấu này rồi. Đinh Xuân Cung là cầm Samurian thôi. Bạn đợi mình chút. Vâng, quả đầu có 6 cây. 6 cây dành cho game thủ Đinh Xuân Cung nữa rồi. Thôi chết rồi. Mà không được vào luôn. Kín mít luôn này, Hiếu Đầu thấy rồi. Đấy, 3 cánh rừng quanh nhà này. 4 cánh rừng luôn. Thôi chết rồi. Bài đấu kiểu gì này, sao mơ kín mít luôn, không được ra các bạn. À, xin lỗi là không đường vào luôn. Nhà đẹp quá này. Bãi vàng bãi đá bãi gỗ được kín rồi. Mặt này chắc là đôi voi bãi quả phụ sau cánh rừng dừa xong luôn. Hiếu Đầu to. 2, 4, 6, 7 con. Lùa hiếu về thôi. Và gỗ đầu không quá xa nhà chính. Đấy. Cho giờ này đi dò tìm voi và tìm quả. Lùa hiếu về. Có SH. Chạy xuống sát mép bản đồ tí xem sao. Bài đấu góc 6 giờ thì đi Xuân Cung, của bên kia là game thủ Nguyễn Thực Thành bắt đấu cầm Persian. Cũng rất ghê đấy. Bây giờ sẽ là lùa hiệu về. Ở mặt này cũng thêm cái rừng thông nữa này. Ôi trời ơi, mồm thối lắm. Một đôi. Quả phụ sau cái rừng dừa này. Bài đánh mãi rồi. Map nhớ. Đánh bao lần bài này. Bạn thấy tôi nhớ map kinh điển không? Nhớ cả đồ ăn luôn đấy. Nhà đội bạn trận này 12 giờ. Ôi trời, thêm đôi vòi đây nữa. Mắc bêu quá. Đồ ăn ngon luôn nhá. Rừng đẹp luôn nhá. Quả phụ đây này. Bài đánh bao lần rồi. Chỉ đồ cho anh em chơi luôn. Bài đầu về hơi muộn đấy. Nói chung với cái bài cầm Samurian đối đầu với Persian thì các bạn có thể đánh cung thổi phù. Bài nhà khung như thế này. Cung thổi phù thì bạn làm gì với nhau. Trời ơi, map nhánh rồi. Rồi bảo bao lần rồi. Nhớ map được chưa? Các bạn cảm thấy sôi động không ạ? Bác Hải Bajo bình luận viên nhớ map đấy, chưa kể là cái game thủ đâu. Tôi mới chỉ nháp thôi đấy. Tôi chỉ nhớ map nháp một cái nhà đối phương 12 giờ đấy. Nháp một cái thôi. Và nó đúng thật luôn đấy. Kinh thật, mình mắc bêu quá. Lại tôi nhớ nhầm tên đôi voi ngoài này, ở đây chỉ có một con voi, tôi quẹt quẹt chuột vào đây biết ở đây có voi mà. Biết chứ ở đây có voi, không nhớ là 1 hay 2 con, nhưng mà tôi biết là bài này phải ít nhất là 2 voi trở lên. Nên tôi mới nói là có đôi voi mặt này và quả phụ sau cái rừng dừa. Cũng 6 cây, chuẩn rồi. Voi đầu tiên chết nhà chính, bài đẹp quá. 22 trên 24. Khung nhà rất đơn giản thôi, vàng đây. S đầu đóng rồi, S2 tí nữa ăn quả xong đóng. Thích thì đóng cái S3 lên chỗ này, đóng được. Và nhà đối phương trên 12 giờ không phải lý do đâu. 23 dân dò 13% đến 7 của nguyên thủ Nguyễn Thực Thành, một bài đẹp thế à? À đủ. Bài pơ bài đẹp nhá, mắc bêu nhá. Hãy là tách dần ra để câu voi thứ 2, thứ 3 về. Tuần này mà câu được đôi voi thì mới khỏe. Chứ không một con thì bình thường. Để cho ra ăn quả ở đây. SH đối phương thì như phát hiện ra anh rồi. Và định câu đôi voi. Úi giời. Nhưng mà nó không thành công. Voi hút cho 2 hit. BB đóng ở đây. Dân ăn quả đang đứng chơi. Dân đi ăn quả đang tắc rừng. Không biết anh có để ý không mà cắt thêm dân ra câu voi rồi. Rồi cẩn thận quay đầu. Sử dụng PMS rất là chuyên nghiệp. 25 dân đã kích đời được 20% rồi. Nhưng bài pơ thì bạn cực kỳ mắc binh với 13% chỉ có giò. Khá là ghê rợn. Mọi dân vẫn đang tắc đây. Ui, nó lại hút cho phát nữa mà chết dân. Ui. Con nông dân này quên rồi. Câu voi thứ 3 về thôi. Chấp đội bạn một dân và đội bạn lên đời rồi đấy. Ờ chưa. Soi phát nữa xem này, thấy nhảy điểm số vẫn chưa lên đời à. Rồi, nhảy điểm số nhưng chưa lên đời. À 25 dân, thế bài pơ bình thường dò 23% cơ. Đi đập lô. Bảo sao mà điểm số nhảy. Và như vậy quyết định đóng BB ở đây. Bo nhỏ xong bo hẳn ra đây đi. Đường nào thì nhà quân cũng đóng mặt này rồi. Và định chui hốc bé tí này thôi à. Thôi thì cũng được. Rồi còn vòi thứ 3 đã nằm lại nhà chính. Đóng nhà xong là đủ đồ kích đời luôn. Đây là BM. Và đây là BA. Cung thổi phù.
hoặc là đánh cung thẳng nhưng mà bo nhỏ ở này thôi. Đây, chui rất nhỏ vào đây nhưng mà mới chỉ là một s đấy, cung chỉ đánh cung một s và kinh đời rồi. Trong đầu 10 bạn có lên đời muộn hơn thì phải, không lên đời sớm hơn tí. S2 không anh? Chỗ này chắc là kín rồi. Rồi chiếc bé tiếp theo để có thể khai thác hiêu và gỗ. Quên nông dân này từ đầu đến cuối luôn. T đã được xin, chặt gỗ được lên, lực khỏe lắm. Lên đời trong lực khỏe, chơi thoải mái và cung thổi phù bài này để đối đầu với Persian. Các bạn trong 9 giờ, mặt 9 giờ rồi. T đã có và đứng thủ hay là đẩy đi luôn. Rồi bây giờ anh quên dân này vẫn chưa nhớ ra. Thêm nhà BA tiếp theo và vẫn cứ quên. À, như vậy con nông dân đứng cạnh cái rừng này mà không kiểu nhìn, không kiểu quét chuột thì không nhìn thấy đâu các bạn. Đấy, vẫn quên núp sau cánh rừng. Công nghệ được lên là giáp. Rồi BA tiếp theo. Kính nhờ chặt gỗ lên xong, giáp lên xong, khỏe bài summer này khỏe lắm. Bên kia nó đánh thẳng cung A không? 220 vàng. Dò 400 mà đi dò thì không phát hiện ra các bạn ạ. Đi dò thì không phát hiện ra nhà cái thủ đinh xuân cung. BA thứ tư hay là làm gì? Vâng, BA thứ tư vẫn cứ quên dân. Xây thêm ruộng và đóng thêm e đi thôi. Đóng thêm một e ở đây. Dò đối phương đến. Gì? Vào việc đấy. Ra ruộng rồi. 2S và đào cả vàng để lên giáp 4. Ô, thừa vàng rồi anh ơi. Tôi không thấy anh đóng BP. Đánh thẳng cung. Rồi mất hai dân bên này hy sinh thôi. Lên bánh xe xong rồi. Không thấy thủ phù. Rồi đào vàng để lên giáp 4. Đang đào khá là nhiều vàng đấy. 160 vàng rồi. Định lên cả đầu máu nữa à. Cẩn thận mà lại thủng góc 6 giờ đấy. Tôi vẫn đang thấy nông dân đang đào cái gỗ này khả năng thủng. Tơn rờ đầu tiên thì chỉ có 3 con thôi nên là đào được bạn là cực kỳ đông. Cũng rờ là vâng giáp 2. Con thứ tư ra muộn, đang phải chạy. Cố gắng giữ những con cung rờ này đi quản nhà Persian. Đây nhà đội bạn trong 9 giờ không phải trong 12 giờ. Và ra thêm ruộng dành cho game thủ Đinh Xuân Cung. Rừng ở đây đã hở rồi. 32 trên 36. Trên một cung R bắt được dân ăn hoàng đối phương, định công cái nhà gì thế này. À, đủ, chơi luôn hai dân rồi. Ây à, lạc đà đông lắm, lạc đà chém 4 rồi. Khỏe lắm các bạn. Vâng, thôi xong, lọt nhà. Vâng, đồ vào chém thẳng cung R luôn. Khó đấy. Bờ chém 4 rồi khó đấy. Bây giờ thì loạn dân, chúng tôi đội bạn chém 7 e phát vào được nhà luôn, bịt thật. Chém phát chết. Giờ dân chạy đâu? Dân Summer đi ăn và có hai cung R đứng ở đây. Chém chết khá nhiều dân rồi. Dân cung R đi quản của anh thì đang bị lạc đà đối phương chém. Mặc dù anh đã là cung R giáp 4 nhưng mà lạc đà chém 4 nó cũng chả xoắn gì đâu. Bãi gỗ như này lại bị chơi vào, bây giờ chuyển thế đi ăn hoang rồi. Hỏng rồi. Đập chết con giò đi anh. Giò công 4 nữa luôn. Mệt phết. Bằng 3 cung R đi quản này khả năng tí số được khả năng tỷ số được khuôn mình là một đều của đối đầu này. Đây rồi, bắt đầu ăn được dân pơ. Quan trọng anh phải giữ được dân và đi ăn hoang được cơ. Khi mà cung R đã là giáp 4, bây giờ phải ăn được nhiều dân của đối phương hơn. Đấy, để cho đối phương nhiều quân nhưng mình vẫn nở được quân vì mình còn dân. Còn đối phương thì hết dân và không nở được nhiều quân nữa. Thì đó sẽ là cái lợi thế này cho anh. Có đôi vòi đây luôn, ngon này. Lạc đà đông quá. Con này khéo bị phát hiện cái BS này mệt đấy. Ôm dân chạy luôn lên 12 giờ này có gì không? Ở đây có bãi quả này, sắp mấy bản đồ anh ơi. Cung R giáp 4 rồi nhưng mà đội bạn chém cũng rất là gắt các bạn ạ. 400 thực ăn voi đi anh ơi. Trời ơi. Rồi bị phát hiện bãi gỗ này rồi. Anh ôm dân và bỏ chạy luôn. Đây ăn bãi quả này, đúng rồi. Có MG ăn hoàn thì bãi quả. Có cung R đi quản dân đối phương, dân Persia. Giá nhanh tụ được khoảng hơn kích cung R vào thì là đẹp nhất. Nhờ dân đang chạy khắp nơi ở đây này. Đàn đà bạn đông quá. Đang ăn hoa đôi voi này luôn. Mà để đội bạn ăn được đôi voi này thì đúng là nát gáo. Rồi các bạn ạ, đội bạn ăn được đôi voi kia thì đúng là nát gáo. Đây này, đàn đà đứng kê hết để ăn đôi voi này rồi.
Bãi vàng đội bạn ở đây. Bắn được bãi vàng nữa cơ. Đội bạn cho cả cua lạc đà đứng kê bãi vàng rồi. Hôm nay 22 những người cầm Samurian. Game thủ Đinh Xuân Cung. Vâng, nó bắn được dân đối phương. Ở nhà lạc đà đội bạn có hai con về đỡ. Ôm cung đờ bỏ chạy luôn. Sao lại cứ ăn bãi gỗ ở nhà làm gì nhỉ? Giờ thì ăn thực sóc quân ra đi anh ơi. Cần phải sắp được nhiều cung đờ Summer giáp 4 hơn để chơi với đội bạn. Chạy xuống 6 giờ để làm cái BS cho nó mắc bêu. Đúng rồi. Gỗ đây. Hợp lý rồi. Quản dân ăn hoàn đối phương. Lại có con giò mới. Kìa. Còn sợ con giò. Bạn đen ruộng của anh. Gom được hết cung đờ lại anh ơi. Gom cung đờ lại ra gì ở tân tân ăn voi này. Đội bạn ăn voi đây. Đúng rồi ôi. Lườm rau gắp thịt đi. Cho một tân vào dụ. Một tân đi vòng cho sau mông bắn nó. Có vẻ anh này đang hơi ít tay các bạn ạ. Cung đờ nở ra đây không làm gì đây. Cầm đúng ba cung đờ đi quản đây, bãi vàng đối phương bắn được vài dân nữa. Đây xem tham lai. Vậy là tham lai Persian đang nhỉnh hơn xíu thôi. Và cung đờ anh đang sóc ra, anh muốn tụ một tơn to. Rồi. Tụ một tơn to to lại. Và bắn lạc đà rồi đẩy lên ăn tơn dân ăn hoang này nhanh hơn kịp. Đây ba cung đờ này sẽ lại đẩy vào bãi vàng đối phương để quản. Cần phải lên ở đây, đội bạn kéo lạc đà sang thì mình bắn luôn. Mày quá, đỡ phải đi. Đấy, đứng chơi đi. Cũng rồi, Summerian giáp 4 đã vào đây. Gì? 4 con lạc đà cũng vào đây, được chưa? À đủ. Thêm 2 con nữa thì mệt đấy nhá. Còn thêm 2 con nữa là mệt đấy. Thêm con nữa là mệt đấy. Lại thêm 2 con nữa đấy. Úi dồi ôi. Để đối phương ăn được đôi voi kia thì đúng là nát gáo. Cũng rồi, chị Summer giáp 4 lại thêm 2 con nữa, thêm 4 con nữa luôn. Ăn đủ. Vâng, hai con thôi nhưng cứ đẩy bốn con sang một thì đỡ kiểu gì. Chết tôi rồi. Giờ vẫn còn hai con nữa thì sao nhiều chém thế nhỉ. Cảm giác Persian đông chém quá, sao anh không chạy đi. Để đối phương ăn được hai con voi này thì đúng là nát gáo rồi. Vâng, để đối phương ăn được hai con voi thì nát gáo thật. Ăn xong lâu rồi anh ơi. Giờ còn tìm cái gì nữa. Ăn xong từ đời thuở nào rồi. Cố gắng bắn dần đối phương với hai cung giờ đi móc máy. Đây, bãi vàng đây, bắn bãi vàng đi. Đấy, rỉa con lạc đà đội bạn. Phải rỉa lạc đà thôi chứ anh lại đứng lại tanh cơ với cả lạc đà của Persian chém 4 thì thôi bãi ăn hoang này bị chơi chết hết rồi. Tham 23. Có tham cân. Vì thật ăn được tên lạc đà rồi tham cân. Ở tụ cung giờ vào bắn. Có khi đánh về lâu về dài cái ông Đinh Xuân Cung này lại thắng đấy. Vừa ăn được một bãi quả to thế kia cơ mà. Đây có bãi quả này nữa, không thấy ai ăn cả. Rỉa tiếp lạc đà rồi bạn. Persian của game thủ Nguyễn Thức Thành cứ để mất lạc đà này là cũng đau đầu. Tham cân rồi. Tham về cân chặt luôn. Ôi, bắt nốt tân lạc đà này đi tìm dân đối phương mà chém này, mà bắn đi thôi anh ơi. Rồi đâu đâu, vào đây. Rồi. À có dám vào không? Vào đây với chúng tôi này, vào việc đi. Lại bắn con giò. Rồi bắn được thêm con lạc đà nữa. Rồi đây có dân vẽ ruộng thì có dân ăn gỗ đây rồi. Nhưng mà cũng giờ phải đi thôi. Không nên đứng nhà. Rồi quyết tâm đứng thủ à. Tham lai. Rồi tham đi Xuân Cung lại có dấu hiệu đè đè một tí này. Kinh thế nhờ. Tham 21 mà còn đè đè một tí luôn. Đẩy cũng giờ đi rồi. Không sợ cái gì nữa. À, lạc đà đúng không? Vào đây. Ba con lạc đà Persian lại chạy vào trong nhà chính của game thủ Đinh Xuân Cung. Ôm dân bỏ chạy rồi bạn lại chạy ra. Ôi không 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 phải ba lạc đà đâu anh ơi. 2 4 6 8 con lạc đà. Té 9 con lạc đà té. Cá mình. Té nhanh còn kịp. Còn 9 con lạc đà thì phải té. Rỉa. Vâng, cá rỉa, soi lạc đà đến máu và rỉa. Vâng, phải rỉa. Ôi dồi, nghìn gỗ luôn. Vãi cả nồi. Nghìn gỗ rồi, tìm chỗ nào vẽ khoanh ruộng đi anh. Rồi, bạn trêu sư tử. À, đón đầu xu thế là rỉa được một lạc đà. Ôi dồi, đội bạn còn khoảng mười mấy con lạc đà, kinh đấy. Bạn thì còn khoảng vài nông dân nữa thôi. Tham đội bạn đã bắt đầu nhỉnh hơn tí rồi, nó vẫn nở được đấy. Để cuốn ruộng cho lại khung lại nhà thôi. Bơ nó vừa ăn hết cả bầy hiêu này nữa các bạn. Kinh quá. Rồi khung lại. Ông đóng toàn BA rồi ông khung nhà luôn. Đấy ông chém tôi đi.
Vâng, dã luôn toàn nhà BA ra đây đấy, chém đi. Đấy, vào đây. Hai cũng đứng trong, vào đây, vào đây, vào đây, vào đây. Rồi. Ôi ôi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái nhà BA để bò nhà, chém hộ cái. Lầy thật sự luôn, thề các bạn luôn, cái ông Đinh Xuân Cung này, khó chịu thật. À đây ơi, hello baby. Đây, khỏe không anh? Vâng, rồi, đây, ăn thịt khỏe đấy nhờ, nhiều hiêu đấy. Ưng lắm. Chết rồi, chém 4, Nguyễn Thực Thành để thua trận này, thật không thể tin nổi. Vâng, 6 cái nhà BA làm quả nghìn gỗ vào chốt 6 nhà BA. Chắc là ông Đinh Xuân Cung này, ông đang ôm bụng cười to lắm đấy này. Tôi mà đang đánh trên Game TV Plus là tôi bắt đầu chat 19 âm ầm lên rồi này. Cay thật, vâng, bo gì bo 1 BM với 6 nhà BA bo nhà. Tôi biết ngay mà, khốn nạn thật. Vâng, chat cay chữ 19. Quá khó chịu dành cho game thủ Đinh Xuân Cung. Và tỷ số được nâng lên là 2-0 cho Đinh Xuân Cung trong trận đấu này. Thật không thể tin nổi, bo 6 nhà BA bắt được tân tân đoàn hoàng của Persian thì rồi. Và đây cũng chờ đợi đến trận đấu thứ ba của đội này, quá khó chịu đi. Cày thật.